Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, năm nay được đánh giá là một năm rất khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Sau đại dịch Covid-19, doanh nghiệp chưa kịp hồi phục sức khỏe thì những khó khăn của kinh tế toàn cầu đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam đuối sức. Giải pháp nào để tăng cường sức khỏe cho doanh nghiệp sẽ là nội dung chính mà chúng tôi đề cập ở mục chuyện trong ngày hôm nay. Trưng một trong những tuyến phố sầm uất nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Những mặt bằng lớn bị trả không hề ít. Hay Đồng Khởi, tuyến đường đắt đỏ bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, hàng quán đóng cửa cũng khá nhiều. Và cả Nguyễn Huệ, tuyến đường trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, tình cảnh cũng không khác nhiều. Càng về cuối năm, những thông báo cho thuê nhà với đủ số điện thoại xuất hiện ngày một nhiều trên các tuyến phố của thành phố Hồ Chí Minh. Những người có mặt tiền cho thuê tại các tuyến đường trung tâm như bà Vân chưa bao giờ rơi vào cảnh ế khách như hiện nay. Lần đầu tiên sau mấy chục năm cho thuê, mặt tiền đường Lê Lợi nhà bà đã không có khách thuê hơn nửa năm. Rồi khi mà sau dịch á, thì người ta vô rồi bây giờ cũng không bán được. Coi như là nghỉ 5-6 tháng nay rồi. Chưa hết hợp đồng mà người ta vừa thuế cao rồi tiền nhân viên, tiền điện đồ này kia không chịu nổi. Tại vì không có khách. Theo dữ liệu của bất động sản.com.vn thì 3 tháng gần đây nhất là số lượng tin đăng đối với những cái tuyến phố chính như là Lê Lợi, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng ấy, thì số lượng tin đăng tăng khoảng 50% so với lại thời điểm 6 tháng trước đây. Điều này cho thấy là gì? Cái tỷ lệ trả mặt bằng nó diễn ra khá là nhanh trong giai đoạn cuối năm. Đặc biệt đó thì cái lượng quan tâm tìm kiếm đối với lại cái phân khúc này cũng bắt đầu có sự điều chỉnh giảm xuống, tức 3 tháng gần đây nhất thì nó sụt giảm khoảng 10% nữa. Những mặt bằng ở các tuyến đường trung tâm đều là những vị trí đẹp, vì vậy giá thuê cũng không hề rẻ. Ví dụ như tuyến đường Lê Lợi, mặt bằng ở đây cho thuê trung bình khoảng 180 triệu đồng một tháng. Hay Đồng Khởi, tuyến đường được công ty dịch vụ bất động sản Goodman và Westfield đánh giá xếp thứ 13 trong danh sách những tuyến đường có giá thuê cao nhất thế giới. Mỗi mét vuông tại đây được chào giá thuê lên khoảng 100 triệu một mét vuông trên một năm, tăng 17% so với năm 2022. Buôn bán khó khăn, giá thuê mặt bằng vẫn ở mức cao nên nhiều doanh nghiệp đã không còn ưu tiên thuê ở khu vực trung tâm như trước. Chúng tôi cũng thấy là cái nhu cầu thật sự giảm sút đáng kể do nền kinh tế bị giảm cũng như thu nhập người dân giảm. Và chúng tôi cũng đang quy hoạch lại những cái chuỗi của chúng tôi. Chúng tôi tính toán, chúng tôi sẽ mở mới một số và chúng tôi đóng những cái cửa hàng nào mà không phù hợp chúng tôi sẽ đóng. Nhà đầu tư ấy mà muốn vào mà cố gắng để giữ được cái tiền thuê nó chỉ ở mức chiếm độ 20% trong tổng chi phí đầu tư thì đã là tuyệt vời rồi. Đó, còn khu vực trung tâm thì đương nhiên là cái chi phí mà dành cho cái việc thuê nhà nó sẽ phải cao hơn như thế, gần như gấp đôi. Đương nhiên là họ sẽ phải cân nhắc. Không chỉ chuyển vị trí kinh doanh ở những nơi chi phí thấp hơn, sự biến mất của nhiều doanh nghiệp trên thị trường cũng khiến làn sóng trả mặt bằng ngày càng nhiều. Theo thống kê của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, 10 tháng đầu năm đã có hơn 61.000 doanh nghiệp rời thị trường. Nhiều nhất trong số này là bỏ địa chỉ kinh doanh với hơn 26.500 doanh nghiệp, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Hơn 19.000 doanh nghiệp khác tạm ngưng kinh doanh. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp ngưng hoạt động cũng tăng 19,38% so với cùng kỳ, ở mức hơn 13.000 doanh nghiệp. 2.444 doanh nghiệp khác đang làm thủ tục giải thể. Một loạt những con số trên cho thấy những khó khăn vẫn đang bủa vây doanh nghiệp. Không chỉ những doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khi tổng cầu ở các thị trường sụt giảm, mà sức mua của người dân trong nước cũng yếu. Điều này có thể thấy qua báo cáo tài chính cũng như là kế hoạch của các ông lớn trong ngành bán lẻ. Đơn cử như Thế Giới Di Động, đơn vị đang sở hữu chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh đang cân nhắc đóng thêm 200 cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận. Những khó khăn chung của thị trường đang buộc những người bán hàng từ các tiểu thương ở các chợ truyền thống cho đến cả các nhà bán lẻ lớn phải đổi mới chính mình để thích nghi với hoàn cảnh. Chị xui đây. Giá này thì là 1,8 triệu.
một bộ đây nó rất là đẹp, lại cao cấp nha các bạn. Mình có giá cả luôn nha bạn. Thay vì chỉ ngồi không chờ khách, những lúc có thời gian, bà Thảo và người nhà lại tranh thủ làm clip giới thiệu các sản phẩm để đăng lên kênh YouTube và TikTok của cửa hàng. Dù chỉ mới làm được khoảng 7 tháng này, nhưng kênh YouTube của bà cũng đã thu hút hơn 50.000 lượt đăng ký. Không ít khán giả trên mạng đã trở thành khách hàng của bà Thảo. Khách giảm sút nhiều, cái sau là mình thấy người ta làm YouTube mà có khả quan quá, mà mình thấy chậm quá thì mình phải tiến lên để mình làm cho mọi người biết đến mình. Thì ban quản lý cũng sẽ tiếp tục để làm việc thêm với lại các anh chủ kênh YouTube để giới thiệu. Tại vì trước đó thì đã làm một cái clip giới thiệu về tổng quan của cả trung tâm thương mại dịch vụ An Đông. Thì tiếp theo sau đó thì có lẽ là sẽ đi vào từng ngành hàng để thu hút thêm cái lượng khách đến tham quan mua sắm tại An Đông. Còn với hãng thời trang này, để bán được hàng, ngoài khuyến mại lên đến 50%, doanh nghiệp còn tung ra gói mua hàng trả góp, không lãi suất. Đã có trên 500 khách hàng sử dụng dịch vụ này chỉ trong vài ngày chạy chương trình. Khách hàng mục tiêu của tôi cũng không nằm ngoài cái khó khăn đó. Và chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ một phần với khách hàng. Cái này nó đơn giản lắm, không có phần qua ngân hàng gì, chỉ cần chúng ta mua sắm, chúng ta đưa ra thao tác trong vòng khoảng độ 3 đến 5 giây thì chúng ta có thể là hoàn tất các cái chương trình mua bán. Tại các chuỗi bán lẻ cũng có sự thay đổi trong cơ cấu hàng hóa, cách bán hàng. Như tại Bách Hóa Xanh, trước đây hàng hóa chỉ được bán trên các quầy kệ trong không gian của siêu thị. Thì nay, một phần diện tích bên ngoài cũng được trưng dụng để bán hàng khuyến mại nhằm rút ngắn khoảng cách, thu hút người tiêu dùng. Tại các siêu thị hay sàn thương mại điện tử, nếu như trước đây người tiêu dùng phải săn ngày giảm giá, hàng khuyến mại, thì nay hầu như sản phẩm nào cũng có ưu đãi. Đây cũng là cách mà nhiều hệ thống đang thực hiện để tăng số lần khách hàng đến mua sắm. Vào năm 2022 thì khách hàng đến tần suất đến siêu thị sẽ giảm nhưng mà số lượng dọn hàng sẽ tăng. Còn năm 2023 thì tần suất khách hàng đến siêu thị có tăng trưởng rất là tốt vì khách hàng mong muốn có những cái trải nghiệm, đặc biệt là những cái chương trình khuyến mãi rất là đa dạng và cái tần suất các chương trình khuyến mãi cũng rất là nhiều. Những cái ưu đãi này hầu hết sẽ là giảm giá lên đến 50%, miễn phí vận chuyển và phối hợp chặt chẽ với lại các cái nhà vận chuyển để đảm bảo là những cái giao nhận trong cái thời gian này sẽ luôn được liền mạch. Bên cạnh đó thì các hỗ trợ cho khách hàng như là cái chương trình đồng kiểm, trả hàng, hoàn tiền. Theo các đơn vị bán lẻ, hiện giỏ hàng của người tiêu dùng đã có sự thay đổi. Những mặt hàng thiết yếu vẫn chiếm tỷ lệ lớn, nhưng cũng có xu hướng chọn thương hiệu rẻ hơn, mua gói lớn hơn, thời hạn sử dụng dài hơn và có khuyến mại. Các sản phẩm thời trang có xu hướng giảm trong giỏ hàng và người tiêu dùng hiện nay cũng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm thuộc phong cách tối giản, có tính ứng dụng cao để tiết kiệm chi tiêu. Vì vậy, hàng hóa trên các kệ siêu thị cũng đã có sự cơ cấu lại để phù hợp với sự thay đổi này của người tiêu dùng. Theo Kantar Việt Nam, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu thị trường, có đến 28% hộ gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, gần 1/2 số gia đình được khảo sát đã thắt chặt chi tiêu. Lúc này, ngoài sự thay đổi chính mình để thích nghi, các doanh nghiệp cũng cần thêm các chính sách từ nhà nước trong việc tạo việc làm, ổn định thị trường lao động thông qua các chính sách tài khóa. Bởi cuối cùng, muốn kích cầu thì người dân phải có việc làm và phải có thu nhập ổn định. Theo Kantar Việt Nam, người tiêu dùng hiện nay đang thay đổi thứ tự các yếu tố quan tâm khi mua sắm, lựa chọn sản phẩm theo tiêu chí, ưu tiên sức khỏe, tăng trải nghiệm tại nhà, cá nhân hóa nhu cầu, đồng thời tối ưu hóa chi tiêu bằng lựa chọn sản phẩm giảm giá. Và có tới 49% người tiêu dùng tại Việt Nam tham khảo nhiều cửa hàng để tìm kiếm ưu đãi hấp dẫn trước khi quyết định mua hàng. Cân đối danh mục sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng khác nhau trong thời điểm mà người ta phân hóa ngày càng nhiều. Cái thứ hai là phải có những cái chương trình kích cầu trong ngắn hạn thôi để có thể giữ họ được với mình trong cái thời điểm khó khăn này. Còn về tương lai lâu dài thì đó vẫn là những cái hoạt động mà liên quan tới xây dựng thương hiệu để mà duy trì được sự tin yêu cũng giống như là lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu của mình. Tôi nghĩ rằng vừa là đa dạng cái khách hàng mục tiêu, vừa là đa dạng cái danh mục sản phẩm, thì ngoài ra đó là những cái yếu tố chi tiết ở trong kinh doanh, ví dụ như là thay đổi bao bì, ví dụ như thay đổi cái cách ghi nhãn sản phẩm,
hay là nhấn mạnh cái tiêu chuẩn của sản phẩm trong cái quá trình tiếp cận với lại người tiêu dùng, và đặc biệt là có những cái chương trình tiếp thị thiết thực và hấp dẫn ăn khách. Theo các chuyên gia, hiện nay đang có một vòng lặp cần phải tháo gỡ, đó là vòng lặp sức mua thấp, doanh nghiệp không dám sản xuất. Điều này kéo theo doanh nghiệp không tuyển dụng lao động. Không tuyển dụng lao động, người dân không có việc làm, không có thu nhập. Và khi không có thu nhập thì không chi tiêu. Điều cần làm là phải cắt vòng luẩn quẩn này bằng chính sách tài khoá. Bây giờ nhà nước tăng cường chi tiêu công. Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà nước thuê lao động, trả lương cho họ, đúng không? Để xây dựng những con đường, xây dựng những cái sân bay. Thì những người đó khi họ có thu nhập, họ sẽ tăng cường chi tiêu. Và nó kích thích cái sự tiêu dùng của xã hội. Cái thứ hai là phải cho thấy một cái triển vọng tốt hơn về nền kinh tế. Khi người ta nhìn thấy một cái triển vọng tốt hơn, thì ngay cả khi thu nhập họ chưa cải thiện, thì hôm nay họ vẫn tăng cường chi tiêu. Họ chi tiêu bằng cách họ vay mượn, quay trở lại một cái vòng xoáy đi lên. Nó đảo chiều cái dòng xoáy đi xuống, như chúng ta đã nói. Đó là cái mà bây giờ nó cần cái vai trò của chính phủ. Tiêu dùng hiện tại không chỉ phụ thuộc vào thu nhập, mà còn phụ thuộc vào kỳ vọng thu nhập trong tương lai. Vì vậy, giải pháp căn cơ để tăng sức mua vẫn là phải ổn định được thị trường việc làm. Có như vậy, các giải pháp kích cầu của doanh nghiệp mới được thẩm thấu và có hiệu quả. Ở góc độ Bộ Công Thương, ngoài việc tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa các thị trường quốc tế và trong nước để hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp, giải pháp quan trọng hiện nay để kích cầu chính là khuyến mại gắn với bình ổn thị trường. Đã có nhiều phương án bình ổn dịp cuối năm và Tết như chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm, tăng dự trữ hàng hóa từ 20 đến 30%. Ngay sau Black Friday, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai chương trình Online Friday, tháng khuyến mại tập trung quốc gia với sự tham gia của tất cả địa phương trên cả nước để kích thích mùa mua sắm sôi động. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.